Hello các bạn, đến với kênh Bà Đen Vlog. Mình là Nhiên. Hôm nay mình thực hiện một clip là tự tay tạo ra lửa bằng cái que cây như thế này và một số cái vụn bùi nhùi mà mình đã tìm nãy giờ nè, mấy cái vụn nhỏ nhỏ nè. Hôm nay mình sẽ dùng cái que này và đánh lửa lên. Các bạn thấy phía bên kia là cái gì không? Bên kia là cái cần câu và đồ nghề của mình. Nãy giờ đó thì mình câu dính cá rồi, nhưng mà bây giờ mình phải tạo ra lửa để vừa câu cá lên và vừa nướng. Hôm nay mình sẽ tạo ra lửa, các bạn hãy xem mình tạo ra lửa như thế nào nha. Bạn để mình ngồi xuống đã. Theo dõi mình nha. Chết bà đấy. Bị lạc rồi các bạn ơi. Đây. Bạn cùng theo dõi mình nha. Ây cha, cố lên, cố lên. Cố lên nào. Nhanh nữa. Cố lên. Sắp được rồi. Cố lên. Giỏi quá. Chết cha mình chưa. Khó các bạn, phải kiên trì mới được. Khó. Bỏ tay các bạn. Mình cố gắng lại một lần nữa các bạn. Khó khăn thật. Tiếp tục lần hai nào Bà Đen Vlog. Tôi tin anh làm được đấy. Cố lên nào. Đúng rồi. Nhanh đi. Đúng rồi. Ta lại nữa. Nhanh đi nào. Nhanh lên. Đúng rồi, cố lên. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Lại ngừng nữa. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Cố lên. Sắp được rồi, đừng bỏ cuộc nha. Cố lên. Nhanh tới lên nữa. Cha ơi, nhanh lên nào. Sắp được rồi. Lửa cháy lên. Mày hả? Thử thách hả mày? Cố lên. Mày đặt thử thách hả mày? Cho mày ăn cá sống chứ mày đòi cá nướng. Nhớ lên. Hử gì mà hử?
con mới khó mới khét gì đâu mà hết. Xin lỗi các bạn nha, mình bó tay rồi, không làm được.